Chào lớn lên. Chào mọi người. Xin chào tất cả mọi người đến với kênh Lê Linh miền Tây. Hôm nay thì hai mẹ con mình sẽ ăn cơm với món sườn heo phiền nha mọi người. Với hộp vịt xào, củ qua xào hộp vịt mọi người với trứng chiên. Rồi. Mời mọi người ăn cơm cùng hai mẹ con mình nha. Mình chan nước mắm đi. Rồi, mời mọi người ăn cùng hai mẹ con mình nha. Bữa nay á, mọi người đi chợ chưa quá nên mua không có sườn dây nên mua. Sườn này là không có sườn non á, mọi người quên nó không có sườn non á, mua sườn dây về về đại. Đi chợ chưa quá rồi nên ta bán hết rồi. Thịt này thì lâu quá mọi người nó mềm dễ ăn ngon thấm gia vị.
miệng miếng xài xài bự lắm mọi người, xài hơn 1 ký vô còn sống ăn nó giòn. Giờ nó ngọt mà mình chưa tạm biệt cô chú, tạm biệt cô chú. Tạm biệt cô chú.